đây là cám viên mình tự làm nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tự làm cám viên giống như cám công nghiệp nha, mà không cần đến máy ép viên để tốn kém chi phí luôn. Đây là đối với mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ và ít á, thì các bạn áp dụng được, còn mà số lượng nhiều á thì không thể áp dụng nha các bạn. Trước tiên mình làm cám ép viên các bạn, là thức ăn của mình á, là mình sẽ ủ lại nha, mình ủ lại cho nó lên men để cho con heo nó ăn vô nó dễ tiêu hóa, rồi bắt đầu là mình sẽ đem đi ép viên hoặc là mình cho ăn cám bột luôn nha các bạn. Ở đây á, thì mình sẽ chuẩn bị là 10 kg cám nguyên liệu nè các bạn. Cám này là mình đã ủ rồi nha. Đây, cám này mình đã ủ rồi nè. Và bột cá, mình sẽ chuẩn bị bột cá nữa. Ở đây các bạn, nguyên liệu ở đây á, là cám mình đã ủ xong nha. Còn ở đây là bột cá nè. Bột cá này nó rất là mịn, nó rất là bụi luôn nha. Các bạn thấy bụi bay chưa? Mình đổ vô. Mình sẽ trộn nguyên liệu này lại. Mình trộn cho nó đều. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn ép nha. Mình đã trộn xong rồi đó các bạn, là cám ủ trộn với là bột cá. Bây giờ mình trộn đều rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi ép viên để cho các bạn tham khảo nha. Cái phần làm cám ép viên đó các bạn, nếu mà các bạn chưa có cái máy ép viên á, chưa có điều kiện để mua cái máy ép viên, thì các bạn có cái máy xay cá như thế này nè, thì các bạn làm giống như mình vậy nè, là các bạn làm thử nghiệm, khi nào mà các bạn thành công thì các bạn sẽ đầu tư cái máy ép viên. Các bạn đổ vô từ từ giống như mình vậy nè đó, các bạn thấy nó xay không? Đó, các bạn đổ, cứ đổ gỉ gỉ thôi, đổ nhiều quá cái motor của mình nó yếu á là nó sẽ bị đứng máy, còn motor mình mạnh á thì mình đổ hơi nhiều xíu cũng được. Rồi bây giờ nó ra loạn loạn như vậy nè, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn là sàn nó ra để cho nó đứt gãy khúc khúc nha các bạn. Các bạn làm cám này nè thì các bạn làm nó hơi ẩm ẩm, có độ ẩm nhiều, đừng khô quá cũng đừng ướt quá. Ướt quá các bạn nó nhão nhẹt à. Còn các bạn làm hơi khô khô ỉ ỉ đi, nhưng mà đừng có khô quá nha. Khô quá thì cái máy nó chạy không nổi đâu. Với một phần nữa là cám của các bạn á, là nó phải nhuyễn mịn, còn mà nguyên nó có cục nhỏ 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 á, là nó bị thường hay nó bị kẹt máy, là nó kẹt cái này nè các bạn. Nó kẹt máy là nó kẹt mấy cái lỗ nhỏ này nè, là nó ra không được nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái cám nhỏ nhỏ ra cho các bạn xem nè. Đây, ở đây nó cái sợ nó dài dài đây các bạn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cho nó tách rời ra nha. Nếu mà các bạn có cái cám nhà máy, cám trà, cám y đó, thì các bạn gới lên một tí để cho nó tách ra, nó đừng có dính đó các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sàn như vậy nè. Các bạn muốn nó gãy bao nhiêu á thì các bạn dừng lại, các bạn sàn càng nhiều thì nó gãy càng nhiều nha. Đó, các bạn nhìn thấy nó giống như thức ăn công nghiệp chưa? Đây nè, đây là các bạn chưa có điều kiện để các bạn đầu tư cái máy ép viên, hoặc là các bạn mới tập làm, là mình chưa có đầu tư cái máy ép viên, khi nào thành công thì mình mới đầu tư. Thì mình làm đơn giản như vậy nè, để quá trình mình thử nghiệm được thành công. Thì mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp này được thành công và hiệu quả nha. Rồi nãy giờ thì mình đã ép xong 10 kg cám phối trộn thành cám công nghiệp nè các bạn. Để mình đổ vô cho các bạn xem nha. Đó, đây là 10 kg cám mình tự làm. Các bạn thấy có giống cám công nghiệp không? Cái này thì nó còn mềm các bạn. Còn các bạn muốn cho nó khô á, thì các bạn có thể là phơi, đem ra nắng các bạn phơi 1-2 tiếng để cho nó gáo lại, nó khô lại nha các bạn. Còn cái này nó còn mềm. Các bạn xem mình bóp nè. Đó, mình bóp là nó đóng cục, nó dễ cục lên luôn nè. Này nó còn mềm nha. Còn các bạn muốn khô á thì các bạn đem ra nắng phơi khoảng 2 tiếng đi, 3 tiếng đi, là cái hột cám này nó không khô hoàn toàn, nhưng mà nó khô, nó đủ cứng, là nó không có tách rời nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ cho heo mình nó ăn luôn. Còn mà mình không đổ á, thì mình phơi nắng. Còn ở đây á, là lúc sáng là mình đã đổ rồi. Còn bây giờ là trời nắng, mình sẽ phơi khoảng 2 tiếng rồi chiều mình sẽ đổ cho heo mình ăn nha các bạn. Ở đây nè các bạn, sau khi mà các bạn ép cám viên xong á, thì cám của mình nó còn ướt, heo nó ăn á, thì nó khó, đổ vô á, thì nó dính cục lại. Thì các bạn có thể là phơi vài tiếng, 1-3 tiếng, thì cám của các bạn như thế này nè. Cái nào trên mặt nắng gắt á, thì nó sẽ khô nha. Nó khô mà nó khô không đều đâu các bạn,
nó khô mà cái dạng mà nó không phải là khô tới trong đâu, nó chỉ khô cái mặt ở ngoài thôi, các bạn thấy trắng vậy đó, chứ các bạn bóp nè, nó mềm nè. Đó, nó rụng ra hết trơn, tại vì cái máy này á là cái sức nén nó không có chắc như là cái máy kém viên. Cái này là chỉ tạm thôi để cho các bạn thử nghiệm, mà các bạn nuôi thành công á thì các bạn mới đầu tư cái máy ép viên thôi. Mà ép viên như thế này nè các bạn, là nó cái con heo nó sẽ ăn nhiều hơn, còn các bạn để cám bột á là nó sẽ ăn ít nha. Cám bột là trừ khi các bạn đổ nước vô có nước sệt sệt rồi á thì nó ăn nhiều, còn bột không á thì nó ăn lắm. Giống như chúng ta mà tưởng tượng như chúng ta xay một nắm cám y vậy đó, mà chúng ta ăn vô trong miệng, hoặc là giống như bánh in mà chúng ta ăn nhiều vậy đó, thì nó sẽ ngán, nó không ăn. Còn mà các bạn phơi giống như mình nè, nó khô lại, nó gáo lại, nó không làm hột cám dính nữa thì nó ăn sẽ ok hơn. Bên đây thì nó gáo hơn nè các bạn, nhưng lớp dưới thì vẫn còn nha. Đó, mình phơi nè, rồi mình ở đây mình tận dụng cái nắp lu mình phơi luôn nè. Cái nào ở trên mặt á, thì nó sẽ gáo, còn ở dưới thì nó sẽ ướt nha. Nhưng mà nó không dính với nhau là có được, nhưng mà nó không kết dính với nhau là được các bạn, là con heo nó ăn bình thường nha. Còn nó kết dính á thì nó ủi qua ủi lại á là bắt đầu là nó dẻo, nó cứng ngắc à, nó dẻo nhẹo à, nên con heo nó nuốt không nổi. Còn ép viên các bạn phơi khô khô vậy đi thì ok nha. Ở đây là cám mình phơi đã gáo rồi nè, bây giờ mình sẽ đem vô cho heo mình ăn, cho các bạn tham khảo coi là nó ăn ngon lành hay không nha. Đây là cái bầy heo mình đang cho ăn cám phối trộn nè các bạn. Hổm gài á thì mình chỉ đổ là cám bột thôi, cám phối trộn dạng bột thôi. Bây giờ mình thử ép viên giống như cám công nghiệp, mình đổ xuống cho nó ăn nha. Đây, cái thao cám này hồi nãy là mình phơi, mình cho các bạn xem nè. Giờ mình đổ xuống nha. Đó, rồi mình đổ vô máng này luôn. Y chang cám công nghiệp, không có khác gì hết trơn các bạn. Heo của mình coi nó dành ăn hay không nè. Dính mưa rồi, gầm quá các bạn ơi. Cái cám viên á, lúc nào nó cũng ăn ngon hơn cái cám bột các bạn. Cái cám bột á, là ăn giống như là cái bánh in gì đó, ăn là nó bị ngán nha. Còn cái cám viên á, là nó nhai nhai cái là nó nuốt, nó nhai nhai nó nuốt, là rất là dễ ăn, ăn rất là ngon. Mấy bầy bên đây rồi cũng đòi ăn rồi nè. Hôm nay là 2 giờ trưa nè các bạn. Ở đây thì mình có vài vấn đề mình xin lưu ý với các bạn nha. Nếu mà các bạn có máy xay cá giống như mình hoặc là máy ép viên á, thì các bạn làm cám ép viên giống như là cám công nghiệp. Còn mà trường hợp mà nhà các bạn không có máy xay cá, không có máy ép viên á, các bạn muốn cho heo của mình ăn cám phối trộn hoặc là gà, thì các bạn chỉ cho ăn cám bột là được. Khi nào mà cám phối trộn của các bạn thật sự là hiệu quả, cho heo, heo ăn được, cho gà ăn được, nhưng mà bắt buộc là phải phát triển được hoàn thiện, chứ không phải là nó ăn để nó cầm chừng, nó sống nha các bạn. Nó ăn là nó phải mập, phải lớn, đó là mới gọi là thành công, thì các bạn mới áp dụng. Còn nhà của các bạn không có máy ép viên, không có máy xay cá, thì mình cho ăn cám bột là được rồi, mình không cần đầu tư cái máy xay cá để mình ép viên đâu. Cái máy xay cá là để đối phó với những trường hợp mà heo của mình ít, ví dụ như là heo thịt 5-10 con, heo nái 5-10 con thì các bạn có thể làm được. Còn mà nếu mà heo của các bạn mà số lượng nhiều là không có xài cái máy xay cá được các bạn. Cái máy xay cá thì nó xay một ngày thì cũng không được bao nhiêu đâu, tại vì nó ép cũng không có chặt bằng cái máy ép viên. Khi nào mà các bạn cho ăn cám phối trộn á, nên các bạn cân nhắc nha. Cám phối trộn các bạn ăn thành công thì các bạn mới đầu tư, còn mà các bạn cho ăn mà mới có xem video của người này người kia nhưng mà các bạn chưa áp dụng thực tế, cái đó là chưa gọi là thành công. Khi nào mà mình nuôi, tự mình nuôi, tự mình làm ra thành công á, thì cái đó mới gọi là thành công. Thì các bạn đầu tư thêm máy trộn nè, máy ép nè, rồi cái nguyên liệu phải rẻ hơn cám công nghiệp, ít nhất là phải từ 3 đến 5 ngàn thì các bạn mới làm cám phối trộn. Còn mà các bạn làm cám phối trộn mà chi phí á, nó rẻ hơn cám công nghiệp chỉ có 2 ngàn đến 3 ngàn, như vậy đó là quá ít các bạn. Các bạn bỏ công ra nhiều khi á, là cái cám phối trộn của mình nó đâu có đủ chất giống như cám công nghiệp đâu. Nên các bạn đầu tư mà heo của các bạn ăn hiệu quả mà nó rẻ hơn tầm 4 đến 5 ngàn, cái đó mới gọi là hiệu quả. Cái đó là chuyển sang cám phối trộn nha. Còn rẻ hơn vài ngàn á các bạn, thì tiền công của các bạn, tiền máy, tiền điện này kia rồi nữa, là thật sự là không có hiệu quả nha. Các bạn lưu ý á, là cái cám phối trộn cho ăn á, là trộn rất là cực, rất mất thời gian luôn, chứ không phải giống như là video quay lên là bắt đầu là trộn rồi cho ăn đâu. Đó là các bạn là bận nguyên ngày luôn. Các bạn nuôi tầm chừng 30-40 con là các bạn không có thời gian đi đâu luôn, các bạn chỉ ở nhà trộn cám rồi chăm heo thôi, không có thời gian đi đâu luôn. Nếu mà các bạn cho ăn cám công nghiệp, các bạn chỉ có bao sẵn, các bạn chỉ đổ vô thôi.
ở video này thì mình làm cho các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn muốn làm cám công nghiệp mà có máy ép cá giống như của mình á, thì các bạn làm khi nào mà ăn ok thì mình sẽ đầu tư thêm máy ép viên nha. Còn mà các bạn mới có thử nghiệm thì các bạn làm đơn giản thôi, nên các bạn đừng có đầu tư nhiều. Nhiều khi là mình làm không thành công, không hiệu quả thì nó sẽ làm cái kinh tế của mình nó đi xuống. Khi nào mà thật sự thành công thì nó sẽ làm kinh tế mình đi lên. Thì các bạn nhớ đón xem cái clip sau á, là mình cho ăn cám phối trộn này với đàn heo của mình 8 con thì nó sẽ như thế nào. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha.